tâm lý mà chúng ta vừa nói nó vô cùng lớn và nó về lâu về dài. Thậm chí là có những cái em bé sau những cái sang chấn về xâm hại tình dục thì em đã có những cái lệch lạc về tình dục về sau. Ví dụ như có những em đã trở nên quan hệ tình dục rất là thoải mái, quan hệ không có giữ gìn nữa vì nghĩ rằng là mình đã bị mất cái trinh tiết rồi. Hay là có những cái em bé mà lớn lên lại có những cái hành vi lặp lại, ví dụ như là có thể bị ám ảnh bởi cái hành vi xâm hại tình dục đó và sau này có thể lại là cái người đi xâm hại kẻ khác. Bạn sẽ học như thế nào tại kinai.vn? Khóa học được chia làm nhiều bài học nhỏ, có phần ghi chú và thảo luận với học viên khác. Để việc học thú vị hơn thì mỗi khóa học sẽ gồm nhiều nhiệm vụ, hoàn thành sẽ được thưởng điểm. Bạn có thể dùng tiền thưởng này để học tiếp khóa học khác. Sau khi hoàn thành khóa học, bạn sẽ được cấp chứng nhận. Bản online hoặc là bản in có đóng dấu công ty. Làm sao để nhập học? Để nhập học, bạn chỉ cần click nút đăng ký. Sau đó chọn hình thức thanh toán phù hợp. Giao khóa học và thu tiền tận nơi COD đối với học phí trên 140.000 đồng. Nạp thẻ cào điện thoại. Thanh toán trực tuyến bằng thẻ ATM hoặc Visa, Master. Chuyển khoản ngân hàng. Thanh toán trực tiếp tại văn phòng kinai.vn. Hình thức phổ biến nhất là thẻ cào điện thoại. Bạn chỉ cần mua thẻ cào Mobifone hoặc Vinaphone và nạp mã thẻ, số seri thẻ vào hệ thống của kinai.vn. Sau khi nạp đủ tiền, bạn chỉ cần click xác nhận thanh toán là có thể vào học ngay. Bạn sẽ được xem bài học mãi mãi chỉ với một lần thanh toán. Kinai.vn, website học online kỹ năng cho người đi làm với hơn 100.000 học viên đã theo học. Chúc bạn trải nghiệm học tập thật hữu ích tại kinai.vn.